Chào anh em, lâu quá không gặp anh em trên YouTube. Hôm nay làm cái clip này gửi đến các anh em cộng đồng mạng. Thì mình cũng vừa xem cái clip của các anh em trên muốn chia sẻ qua là cái clip nóng hót gì đó. Anh nào mà vô tham quan chạy gà mít và cú rồi nhận cái kết đánh mà bị đánh đó, thì hôm nay mình cũng nói rõ. Thì anh em xem clip cái kiểu đó là không phải chạy gà của mình nha. Rồi cũng gửi đến anh cái clip nóng gì đó, nếu mà anh có câu clip hay câu like gì đó thì mình ghi cái tựa đề vậy đi, anh đừng có làm vậy các anh em trên cộng đồng mạng không biết rồi tự làm thôi, để ghi cũng tội nghiệp cho tôi ha. Mình cũng gửi đến cho cái clip nóng đó, đừng có gì chén cơm có gì 3-5 đồng bạc rồi cái câu clip câu like cũng bị yếu tốt á, mình làm vậy đánh mất cái lương tâm của mình sống sao ở đời á cho nó bỏ nét một chút. Đừng có gì cái đồng tiền bán rẻ cái lương tâm chi cái tụi này tầm bậy tầm bạ là ảnh hưởng tới anh em cộng đồng mạng này kia trên YouTube ha. Để nói làm gì đó, nếu mà anh có cần tiền hay nãy kia gì cái điện trực tiếp thẳng tôi nè, tôi thể tôi cho anh, cái anh đừng có làm như vậy, tôi gửi thẳng với anh vậy đó. Đừng có sống mình thì cũng cái gì tiền quá, đừng đi câu like câu clip ghi cái tựa đề của ảnh hưởng đến tôi ha. Tôi sống ăn ngay ở thẳng, tôi không có sợ gì hết ha. Rồi cũng gửi đến cái mà những cái clip lúc trước mà đưa lên cái clip là ghi cái tựa đề tầm bậy bạ vậy đó, mai mốt thì cũng gửi đến các anh em cho này có cái ghi thì phải ghi cho đúng vừa thật, cái nào ra cái đó sống mà. Thì anh em nhầm kia không biết là cái hiểu lầm rồi, ai vô chạy gà mít chạy cú nãy kia rồi có bị đánh nãy kia vậy đó. Khách đến nhà tôi quý lắm, tôi rất là mến thiệt. Nhầm kia anh em ở đây mua gà vô tham quan tôi cũng bình thường, dẫn cho vô vui vẻ bình thường, ta quý mình ta mới đến nhà mình, còn có ai mà đối xử như vậy đâu. Có chắc anh nghĩ có anh đó chắc bị cái rủi ro hay cái bị trục chặt lý do gì đó, tôi không xem, tôi không rõ, tôi không biết. Mai mốt mà cái anh mà clip nó hết nóng rồi, không có tiền uống cà phê cà pháo này kia điện thoại lên tôi cho nè, đừng có ghi như vậy muốn câu like câu clip gì, chính tự tay mình làm ra đồng tiền đó mình xài có lợi chứng đáng, đừng có gì lại lấy cái mạo danh của người ta mình đi lấy cái đồng tiền đó, nó không tồn tại đâu, ăn nuốt vô nó cũng không mất mạng đó. Rồi thôi, sáng cũng gửi đến các anh em Facebook với cộng đồng mạng chào buổi sáng.